Xin chào quý anh chị nha. Hiện tại bây giờ Huy đang đứng tại dự án Bình Sơn của Kim Anh Group thuộc xã Bình Sơn, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai. Đây là cái dự án mà được rất nhiều nhà đầu tư quan tâm với quy mô 50 hectare tọa lạc trên mặt tiền đường DT769. Đây là cái trục đường giao thông huyết mạch kết nối giữa quốc lộ 1A từ ngã tư Dầu Giây đến quốc lộ 51. Ngay từ từ dự án, chúng ta di chuyển khoảng 3 km sẽ về ngay cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Giây, ngay mặt tiền của sân bay Long Thành luôn. Và đặc biệt một điều là cái xã Bình Sơn này nó thuộc cái vùng đô thị để phát triển thành phố sân bay nha quý anh chị, nên bởi dự án được rất nhiều nhà đầu tư quan tâm. Thì hiện tại chủ đầu tư Kim Oanh Group đang tiến hành đẩy mạnh về cái tốc độ hạ tầng để nhằm giới thiệu ra thị trường dự án này sớm nhất. Dự kiến vào khoảng đầu tháng 7 với chị ha, đầu tháng 7 năm 2020 sẽ triển khai cái dự án Bình Sơn của Kim Oanh Group. Như trước mắt quý anh chị đã thấy đó, hiện tại đã chủ đầu tư đã phủ các trục đường chính trong dự án rồi, đã rải đá rồi đó, trục đường. Tại vì đất này nó ủi lên nên mà Huy quay bên một bên mà nhìn nó không có được, nhưng mà thấy đất nhiều hơn, thấy thấy đường. Nhưng mà cái tốc độ hạ tầng như vậy thì có thể là tới, có thể là nhiều khi dự kiến là mở bán sớm hơn đầu quý 3 đó. Vậy sau đây Huy xin mời quý anh chị tiếp tục tham quan dự án nha. Thì hiện tại chúng ta đang di chuyển từ bên trong dự án và chạy ra quốc lộ, chạy qua đưa ra mặt tiền đường DT769. Thì nếu như quý anh chị đã xem những video đầu tiên của Huy và cho đến ngày hôm nay quý anh chị xem video này thì chắc hẳn là quý anh chị sẽ nhận thấy có rất nhiều sự khác biệt. Bây giờ tiếp tục, Huy xin mời quý anh chị tham quan dự án nha. Hiện tại bây giờ là 12 giờ trưa rồi quý anh chị, nhưng mà quý anh chị vẫn thấy xe trong dự án làm vẫn làm. Chủ đầu tư mình muốn bán dự án này muốn kịp tiến độ nên bởi tăng tốc làm dự án. Quý anh chị quan tâm dự án thì cứ liên hệ Huy qua số điện thoại ở bên ở góc trên góc góc trên màn hình nha, góc bên phải phía trên màn hình đó có số điện thoại của Huy đó. Quý anh chị cứ liên hệ hoặc kết bạn qua Zalo với Huy số này nha. Đây, chúng ta đang di chuyển ra mặt đường DT769. Đây là trục đường chính sẽ tiếp giáp với đường tỉnh lộ 769 nha quý anh chị. Hiện tại những vách tôn cho mặt tiền đường này đã được dựng xong hoàn thiện rồi. Thank you.
đây là cổng chính của dự án nha quý anh chị. Rồi cảm ơn quý anh chị đã xem video nha. Vi xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị.